Lúc còn nhỏ anh đã có hôn ước với thần nữ, trong mắt người đời hai người họ chính là một cặp trời sinh. Cho dù là dung mạo hay là tài năng đều là tuyệt thế vô song, nhưng giờ đây cô ấy lại vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, không những dung mạo bị hủy, tu vi cạn kiệt, còn phải chịu sự lạnh nhạt của người đời. Trong khoảnh khắc Lý Quan Hải bước đến cạnh cô, tất cả tu sĩ trong thành đều cho rằng anh ta đến là để hủy bỏ hôn ước, vì trong mắt họ, Lý Quan Hải với Cố Tích Triều đã không phải là người trong cùng một thế giới nữa. Nhưng anh không cho là vậy, thật ra cô ấy được trời ban cho sự may mắn, sau này chắc chắn có thể khôi phục dung mạo, tu vi sẽ trỗi dậy và càng lớn mạnh hơn đám tiền bối, mà mục đích chuyến đi lần này của Lý Quan Hải chính là để cưới cô ấy. Nghĩ đến đây anh ta dứt khoát bước về phía gia tộc mà cô ấy đang ở. Đồng thời trong phòng nghị sự của Cố gia lúc đó, nơi đây đã tề tựu đủ tất cả các gia chủ của các đại gia tộc trong thành, hơn nữa họ đều đến đây với vẻ mặt không mấy thiện ý. Lúc này thần tử của Thần Thủy Cung Đoạn Hồng liền đứng dậy, hắn nhìn gia chủ Cố gia với ánh mắt đầy khinh miệt. "Cố Trang, cô con gái vô dụng đó của ông đâu? Tích Chiều con bé đang ở trong viện." Cố Trang trả lời với giọng trầm thấp, "Nếu như sư muội còn không ra đây, vậy thì đừng trách tại hạ xông vào đó." Đúng vào lúc Đoạn Hồng chuẩn bị hành động, một giọng nói vừa mềm mại vừa êm ả vang lên ở bên ngoài phòng nghị sự, "Không cần phiền phức thế đâu, ta ở đây." Mọi người nghe vậy liền nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc đồ màu trắng vô cùng xinh đẹp từ từ bước tới, dáng người cô vô cùng mỏng manh, da trắng như tuyết, góc mặt bên trái cho dù đã bị mặt nạ che lại, nhưng vẻ đẹp vẫn vô cùng hoàn hảo. Chốc lát những người trẻ tuổi trong phòng đều nhìn ngơ ngác, hoàn toàn không thể rời mắt. "Đoạn Hồng, huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?" Giọng nói của cô vô cùng trong trẻo, mềm mại nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. "Ha ha, vẫn là dáng vẻ thanh cao này. Cố Tích Chiều, cô tưởng muội vẫn còn là thần nữ của Thần Thủy Cung sao? Lại dám nói chuyện với ta như vậy?" Đoạn Hồng nói chuyện không nể tình chút nào, ngữ khí lộ ra vẻ chèn ép. Mặt của Cố Tích Chiều không chút gợn sóng bình thản nói, "Hôm nay huynh đến đây chỉ để thừa nước đục thả câu thôi sao? Ta đến để đòi lại cô Nhật Nguyệt Châu." Ánh mắt của Đoạn Hồng liền nóng lên. Cố Tích Chiều đã liệu sẵn, lạnh lùng nói, "Đừng hòng, đó là thứ mà sư phụ đã tặng cho ta." "Vậy thì đã làm sao? Cô đã bị trục xuất khỏi Thần Thủy Cung rồi. Nhật Nguyệt Châu là bảo bối của Thần Thủy Cung ta, một người ngoài như cô không có tư cách để có được nó." Mặt của Đoạn Hồng đầy vẻ cười nhạo, "Cố Tích Chiều, cô đã không phải là cô của trước đây nữa rồi. Ta nghe nói hình như cô có hôn ước với thiếu chủ của Vân Vệ Tư đúng không? Không lẽ cô vẫn đang ảo tưởng, cũng không tự nhìn lại bản thân xem dáng vẻ của mình hiện giờ ra sao? E là không lâu nữa, thư hủy hôn ước của hắn sẽ gửi tới thôi." Nghe xong gương mặt lạnh lùng của Cố Tích Chiều cũng không có quá nhiều biến đổi. Dường như cô sớm đã liệu trước được những lời này, hơn nữa cũng không quan tâm. Nhưng sau khi Đoạn Hồng thấy cô bình thản như vậy, liền tức giận, tay phải của anh ta phóng ra một tia sáng. Tia sáng đó trượt qua bên tai của Cố Tích Chiều, mặt nạ của cô trong chốc lát đã mỡ ra. Lúc này trong đại sảnh liền xuất hiện âm thanh hít thở lạnh lùng. Những người trẻ tuổi lúc nãy còn rất ngưỡng mộ Cố Tích Chiều, lúc này trên mặt liền hiện ra biểu cảm vô cùng ghét bỏ, không muốn nhìn thêm nữa. Chả trách lại đeo mặt nạ, hóa ra mặt nạ của cô đã nát vụng rồi. Cố Tích Chiều lấy tay che lại, cho dù trước đó cô ấy biểu hiện rất điềm tĩnh vui vẻ, nhưng lúc này cũng đã khiến tâm hồn cô nổi loạn. Những ánh mắt cười nhạo đó giống như một con dao kiếm vậy, đâm vào tấm lòng mà cô sớm đã chịu đau đớn, đánh vỡ sự tự tôn cuối cùng của cô ấy. Cố Trang nổi giận, bảo vệ con gái phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào Đoạn Hồng, nhưng lại không thể làm gì. Đoạn Hồng cười lớn, "Cố Tích Chiều, chỉ có cậu là có dáng vẻ người không ra người ma không ra. Đến ăn mày cũng ghét bỏ, vị hôn của cô có thân phận gì chứ? Có nhìn chúng cô không?" Cố Tích Chiều cười thảm, cô ấy mới chỉ nghe qua về người đó, không hề có chút hy vọng gì với vị hôn phu mà mình chưa từng gặp mặt, thậm chí hy vọng cả đời cũng đừng gặp người đó, vì như vậy sẽ chỉ khiến cô càng tuyệt vọng hơn. Nhưng đúng vào lúc mọi người đang chỉ trỏ nói này nói nọ, một âm thanh lại vang lên như tiếng sấm ở trên cao truyền đến, "Ta có nhìn chúng hay không thì có liên quan gì đến ngươi chứ?" Lúc này Lý Quan Hải trên người mặc huyền y như một đại thần bước vào đại sảnh, phía sau anh ta có mười mấy người mặt không chút biểu cảm, trên người sát khí đằng đằng. Lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh liền im bặt, đương nhiên họ đều nhận ra thân phận của Lý Quan Hải, trong mắt đầy sự sợ hãi bất an. Lý Quan Hải lạnh lùng bước đến cau mày nhìn Đoạn Hồng liền đổ mồ hôi lạnh, giọng nói bình thản, "Liên quan gì đến người?" Chỉ là một câu nói đã làm Đoạn Hồng sụp đổ vô cùng triệt để, hai chân hắn ta mềm nhũn quỳ rầm xuống, giọng nói run rẩy cầu xin, "Tiểu nhân không có ý mạo phạm thiếu chủ, chỉ là muốn lấy lại bảo vật của Thần Thủy Cùng thôi. Tiểu nhân tuyệt đối không dám bất kính với thiếu chủ." Lý Quan Hải không quan tâm đến hắn, mà nhìn về phía Cố Tích Chiều đang nhìn mình, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng, "Tích Chiều, xin chào." Cố Tích Chiều tính tình kiên định, lúc này trong lòng cũng đã bị cảm động, đúng là tiên tư tú giật, quan mẫn quần anh, nếu như không xảy ra những chuyện này, thì hắn chắc sẽ là phu quân tương lai của mình rồi. Trong lòng Cố Tích Chiều thầm nghĩ, "Tích Chiều, thật ra hôm nay ta đến đây là có một chuyện muốn nói với nàng." Tích Chiều hiểu, Quan Hải công tử hôm nay đến đây chắc là để hủy hôn, nói cho cùng thì hôn ước này vốn không hề hỏi qua ý kiến của huynh, không được tính, vậy nên Tích Chiều sẽ không miễn cưỡng đâu. "Hủy hôn sao?" Vẻ mặt Quan Hải ngạc nhiên, "Tích Chiều, lời này của nàng nói bắt đầu từ đâu vậy? Tại sao ta lại phải hủy hôn chứ? Không lẽ huynh không phải đến để hủy hôn sao?" Cố Tích Chiều ngơ ngác, "Hôm nay ta đặc biệt đến tìm nàng chính là vì sợ nàng chịu đả kích mà làm ra những chuyện không lý trí. Ý Quan Hải ta là ai cơ chứ? Nếu nàng và ta đã có hôn ước, vậy thì cũng chính là duyên phận tu được từ 10 kiếp trước, sao ta lại phụ nàng được chứ?" Những lời này Lý Quan Hải nói một cách vô cùng rõ ràng cả về giọng nói lẫn biểu cảm, dường như câu nào cũng được nói ra từ tận đáy lòng vậy. Vì người con gái may mắn giống như Cố Tích Chiều, về sau nhất định sẽ khôi phục dung mạo, đột phá sức mạnh, những lời nói lúc nãy của Lý Quan Hải, vừa có thể có được một vị hôn thê xinh đẹp, còn có thể để lại cho mọi người ấn tượng là người trọng tình trọng nghĩa. Một mũi tên trúng hai đích, tại sao vui mà không làm chứ?
Những người trong đại sảnh nghe những lời này của Lý Quan Hải đều ngơ ngác, nhất là Cố Tích Chiêu, cả người ngây ngốc đứng im tại chỗ, hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không. Huynh ấy vậy mà không phải đến để hủy hôn. Gia chủ Cố gia vui mừng thở phào nhẹ nhõm, cửa ải hôm nay coi như đã vượt qua rồi. Có câu nói này của Vân Vệ Tư thiếu chủ, đừng nói là một thần tử của Thần Thủy Cung, cho dù là cả tam thiên giới đi nữa cũng làm gì còn ai dám đắc tội Cố gia chứ. Mà lúc này những người muốn chèn ép Cố gia đó phản ứng lại, sắc mặt liền trắng bệch, cả người đều đang run rẩy. Lý Quan Hải không hề để ý sự thay đổi sắc mặt của những người khác, mà đôi mắt chỉ chú ý đến mình Cố Tích Chiêu. Tóc mặt sáng láng quả thực rất đẹp, nhưng nếu như hồi phục thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế. Cố Tích Chiêu bị ánh mắt của Lý Quan Hải nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, liền đưa tay lên che mặt đi. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị xong tâm lý bị hủy hôn, thậm chí dự tính được sau khi bị hủy hôn thì bản thân với gia tộc sẽ đối diện với những nguy cơ nào. Nhưng vị hôn phu này của cô chỉ nói một câu đơn giản, không những hóa giải được tất cả mọi nguy cơ, còn cho Cố gia với cô ấy thể diện lớn. Cố Tích Chiêu nhìn Lý Quan Hải với ánh mắt phức tạp. Tuy cô ấy chưa từng gặp vị hôn phu là mình, nhưng cũng đã từng nghe nói, hôm nay vừa gặp quả nhiên đúng là phong hoa tuyệt thế, vô cùng khó gặp, thử hỏi cô gái nào có thể không động lòng chứ. Cố Tích Chiêu trong lòng vô cùng kích động, nhưng lại nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt liền trở nên ảm đạm. Chiêu dung mạo xấu xí, tu vi đã mất hết, không xứng với công tử. Ta nói xứng. Lý Quan Hải thản nhiên nhìn lướt qua đại sảnh một lượt. Lý Quan Hải, ta nói là xứng, ai dám nói không? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự bá đạo và tự tin. Anh ta nhìn về phía Cố Tích Chiêu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tích Chiêu, ta sẽ không bỏ nàng. Lời nói xến sẩm tuy có cảm giác tê tê, nhưng vì có thể có được hảo cảm của cô ấy, chỉ có thể nói ra thôi. Cố Tích Chiêu động lòng, khoảng khắc này cô ấy cảm thấy mây đen trên đầu mình đã tản ra, ánh sáng chói lóa đã chiếu xuống, ánh sáng trước giờ chưa từng có. Lý Quan Hải mỉm cười quay lưng lại, Đoạn Hồng sợ hãi cả người liền cứng đờ, hai chân run rẩy đập vào nhau. Giết đi! Hai thanh kỳ vệ liên xuất hiện bên cạnh Đoạn Hồng, mỗi người tung ra một trường, cả người Đoạn Hồng trong chốc lát liền nổ thành xương máu. Tất cả mọi người trong sảnh đều há hốc mồm, tốt xấu gì Đoạn Hồng cũng là một thần tử của Thần Thủy Cung, cung chủ đời sau của Thần Thủy Cung, vậy mà lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Lý Quan Hải liếc qua một vòng, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng mắt anh ta, đặc biệt là những người đến để kiếm chuyện với Cố gia, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiện giờ trong lòng họ chỉ còn lại sự hối hận, sớm biết Quan Hải thiếu chủ vốn không muốn hủy hôn thì cho dù cho họ cả nghìn cái mạng họ cũng không dám đến. Lý Quan Hải nhìn về phía Cố Tích Chiêu, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng đó. Tích Chiêu, ở đây nhiều người, chúng ta đổi một nơi nói chuyện đi. Cố Tích Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Lý Quan Hải liền đi theo cô vào trong viện. Anh ta đi đến trước một cái bàn đá rồi ngồi xuống. Đưa tay cho ta bắt mạch cho nàng. Cố Tích Chiêu không từ chối, vén tay áo lên lộ ra cổ tay trắng nõn của Tích Chiêu. Bên ngoài cô ấy bình tĩnh, thực ra trong lòng lại rất xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô ấy có tiếp xúc da thịt với người khác giới. Lý Quan Hải đưa ngón tay đặt lên cổ tay cô ấy, thức tỉnh hệ thống kiểm tra thông tin cá nhân của Cố Tích Chiêu. Cố Tích Chiêu, thần tộc thánh thể, tiên thiên khí vận màu đỏ. Xem xong thông tin giới thiệu, Lý Quan Hải quả thực có chút ngạc nhiên, không ngờ Cố Tích Chiêu lại là thần tộc thánh thể vô cùng khó gặp, chỉ là vẫn chưa thức tỉnh. Ngoài thể chất ra, khí vận của Cố Tích Chiêu cũng là cấp cao nhất khí vận màu đỏ. Sau khi độ qua cửa ải lần này, cô ấy nhất định sẽ ngày càng tiến bộ, càng ngày càng giỏi giang, cuối cùng càn quét khắp thiên hạ, không hổ là cô gái may mắn. Lúc này Lý Quan Hải thu tay lại, thở phào một hơi. Cố Tích Chiêu hơi căng thẳng, nhẹ giọng hỏi, công tử, sao rồi? Trong lòng nóng vội, sẽ lộ ra bên ngoài. Lý Quan Hải điểm đạm nói, nàng học công pháp quá cầu tiến, cộng thêm lúc tu luyện theo đuổi sự thành công quá mức, vậy nên dẫn đến nóng vội. Cố Tích Chiêu gật đầu, lời công tử nói không sai, lúc đó quả thực ta đã theo đuổi sự thành công quá mức, cưỡng ép đột phá cảnh giới, cuối cùng niềm vui tột cùng lại trở thành nỗi buồn. Nhưng thông qua một năm nay nàng tu tâm dưỡng tính, căn cơ cũng được coi là ổn định, được coi là trong họa có phúc, đợi sau khi tu vi hồi phục thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Nói xong Lý Quan Hải liền lấy ra một chiếc ngọc giản sáng lấp lánh, đây là băng cơ ngọc cốt công, có thể lợi dụng tiên thiên hô hấp để kích thích kinh mạch, điều hòa âm dương, sẽ giúp nàng đạt được mục đích chữa trị. Cố Tích Chiêu ngạc nhiên, đương nhiên đã nhìn ra sự kỳ diệu của công pháp, thế giới này vốn không thiếu thần thông mật thuật có uy lực khủng bố, nhưng chỉ thiếu mật pháp tu thân điều hòa âm dương. Ông tử, thứ đồ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tuy biết rõ công pháp này sẽ giúp bản thân rất nhiều, nhưng Cố Tích Chiêu vẫn không thể thản nhiên chấp nhận, bản thân không làm gì cả, dựa vào đâu mà nhận đồ quý trọng như vậy của người ta. Nàng không cần phải nghĩ nhiều, đây là ta đặc biệt tìm cho nàng. Lý Quan Hải trực tiếp đưa ngọc giản vào tay cô ấy. Cố Tích Chiêu rơm rớm nước mắt, cảm ơn công tử. Lý Quan Hải bỏ cô ra quanh người lại thở dài nói, vẫn còn gọi ta là công tử sao, xa lạ quá rồi. Nghe xong ánh mắt của Cố Tích Chiêu liên thay đổi, gò má ửng hồng, gọi nhẹ một câu phu quân.